4 tháng phát tài trong năm 2023 giúp tuổi Canh Tý sinh năm 1960 ôm trọn tài lộc, hưởng vận giàu sang, an nhàn hưởng già. Xin kính chào quý vị tuổi Canh Tý đã quay trở lại với chương trình các tháng phát tài trong ngày hôm nay. Chúc quý vị có một ngày mới vạn sự hanh thông, tấn tài tấn lộc. Quý vị thân mến, những tháng đầu năm Nhâm Dần đã trôi qua và các tháng cuối năm đang dần tới. Không biết quý vị đã trải qua những tháng vừa rồi như thế nào, có gặp được điều gì may mắn hay phải gánh chịu vận hạn nào hay không? Theo dự báo các bậc thầy tử vi học phương Đông, trong các tháng đầu năm 2022, rất nhiều con giáp đã gặp phải rất nhiều đại hạn, mất của mất việc, khó khăn vô cùng. Trong số đó, có những người tuổi Canh Tý, mặc dù họ tuổi đã cao, nhưng vẫn phải chịu nhiều khó khăn vất vả, khó mà an nhàn hưởng già. Tuy nhiên, những người tuổi Canh Tý hãy lạc quan lên, bởi vì trong năm 2023, bản mệnh sẽ gặp 4 tháng phát tài, nhờ đó có rất nhiều cơ hội đổi đời trong mọi mặt của cuộc sống, từ công việc, tài lộc, tình duyên và sức khỏe đều được cải thiện một cách rõ rệt. Xin mời quý vị tuổi Canh Tý lắng nghe thật kỹ để biết đó là những tháng may mắn nào quý vị nhé. Tuổi Canh Tý 1960 trong 4 tháng phát tài năm 2023, quét sạch vận xui, vớt lên giàu có, công danh lẫn tài lộc song hành thuận lợi. Những người tuổi Canh Tý 1960 ở tuổi này, đa phần họ đều đã về hưu, cuộc sống có đôi chút xáo trộn về nền nếp sinh hoạt nhưng không gây ảnh hưởng quá lớn. Chỉ cần bản mệnh điều chỉnh lại một chút là không có vấn đề gì đáng ngại. Thường ngày, bạn có thể thường xuyên trò chuyện với con cháu, bạn đời để tâm lý thư thái, cũng là giúp gia đình hòa thuận. Những người vẫn còn trong thời gian làm việc hay kinh doanh sản nghiệp có thể gặp nhiều vất vả hơn. Toan tính không theo kịp thực tế khiến bản mệnh phải chật vật điều chỉnh, đôi lúc cũng phiền lo vì những thua thiệt. Con giáp này cũng nên lưu ý hơn về vấn đề sức khỏe, hạn chế đi xa hay phải tự mình điều khiển xe cộ. Bạn cũng nên liệu sức mà làm việc, tránh công việc nặng nhọc kẻo tổn hại tới thân thể. Và theo tử vi học mới nhất, trong năm 2022, những người tuổi Canh Tý đã gặp phải khá nhiều khó khăn và trở ngại. Dù đã về hưu, nhưng trong đầu vẫn luôn ưu phiền về tiền bạc và các phương diện khác. Tuy nhiên, các vấn đề mà bản mệnh đang gặp phải sẽ được giải quyết ngay trong năm 2023 tới đây. Những người tuổi Canh Tý sẽ gặp nhiều may mắn, làm ăn thì thuận lợi, tài lộc đầy nhà, cuộc sống đủ đầy, viên mãn trong đủ 4 tháng phát tài sau. Tháng 3 âm lịch, tuổi Canh Tý chia tay nghèo khó, bay lên hóa rồng, chạm đỉnh giàu sang. Trong nhiều trường hợp, nhờ sự cống hiến và nỗ lực bền mỉ của bản thân mà con giáp tuổi Canh Tý đã thu hái được nhiều tài lộc, thăng tiến trong công việc, kiếm nhiều tiền mỗi ngày. Làm ăn vượng phát, cuộc sống của người tuổi Canh Tý sẽ được cải thiện rất nhiều. Trong thời gian tới, họ không lo thiếu tiền, không sợ vướng phải khó khăn vấp váp. Trong tháng 3, con giáp tuổi Canh Tý còn có cơ hội gặp được quý nhân, nhận được sự giúp đỡ để phát triển mọi mặt trong cuộc sống, may mắn nối tiếp may mắn. Thời gian tới, con giáp tuổi Canh Tý sống như chuột ra chĩnh gạo, sống sung túc đủ đầy. Bản mệnh liên tục đón tin vui vì bằng thực lực của mình có thể phát hiện và kịp thời nắm bắt cơ hội phát triển. Họ cũng dựa vào sự cống hiến của mình bằng chính năng lực của mình để kiếm tiền, thật nhiều tiền. Con giáp tuổi Canh Tý có thể sống một cuộc sống sung túc, ấm no trong thời gian tới. Tháng 5 âm lịch, cuộc sống Canh Tý phú quý giàu sang, làm ăn vượng phát, cuộc sống vô lo vô nghĩ. Trong tháng 5 âm lịch, tài lộc của người tuổi Canh Tý vượng hơn thấy rõ, con giáp này được quý nhân phù trợ nên phúc lộc dồi dào, làm đâu gặt đấy. Vào thời điểm này, họ đạt được thành tích tốt trong công việc nên được cấp trên trọng dụng. Người tuổi này làm kinh doanh cũng chốt được nhiều đơn hàng, ký được hợp đồng mới. Nhờ nỗ lực không ngừng, con giáp này làm đâu thắng đấy, thu nhập dồi dào hơn thời gian trước. Sự nghiệp của con giáp có nhiều điểm sáng, tài vận của họ lúc này cũng tốt hơn. Họ nên tích cực giao lưu, kết giao với bạn bè để có thể nhận được những cơ hội tốt hơn trong công việc. Người tuổi này từng bước vươn lên trong công việc, có cơ hội thăng tiến rộng mở. Người sinh năm này sẽ chứng minh được tài năng của bản thân mình. Người tuổi Canh Tý cũng có cơ hội tiếp cận với những khách hàng tiềm năng, nhiều người tìm đến đề nghị hợp tác với họ.
Tháng 7 âm lịch tuổi Canh Tý tài lộc quấn thân, vận trình vượng phát, sự nghiệp bứt phá không ngờ. Trong tháng 7 âm lịch tới đây, mọi công việc của người tuổi Canh Tý đều tiến triển ổn định. Với bản lĩnh vốn có, bản mệnh không sợ hãi khó khăn, thậm chí có khả năng biến thách thức thành cơ hội. Nhờ biết nắm chắc cơ hội nên việc kiếm tiền của con giáp trở nên suôn sẻ hơn, thu hoạch được nhiều nguồn lợi nhuận khả quan, tài lộc nở hoa, làm ăn thuận lợi, cuộc sống sung túc đủ đầy. Người tuổi Canh Tý hãy tiếp tục bứt phá, không ngừng nâng cao năng lực cá nhân và sự hấp dẫn của bản thân trong cuộc sống. Tỏa sáng ở nơi làm việc, bản mệnh đặc biệt tham vọng, dũng cảm và mạnh mẽ, nên trong bất cứ hoàn cảnh nào, họ cũng có thể tự tìm ra phương hướng sống và nhận ra giá trị của bản thân. Đặc biệt trong thời gian này, con giáp may mắn có tài vận thăng hoa, làm ăn thuận lợi, dự báo một tương lai tươi sáng giàu sang. Tuổi Canh Tý cực may mắn trong tháng 11 âm lịch, đỏ vận giàu sang, làm ăn phát đạt, bước chân vào giới thượng lưu. Trong tháng 11 âm lịch năm 2023, bản mệnh được quý nhân soi đường chỉ lối nên Canh Tý làm gì cũng trôi chảy, thậm chí là đạt thành tích cao, được cấp trên tán thưởng, đồng nghiệp khen ngợi. Khoảng thời gian này bản mệnh có thể hoàn thành nhiều mục tiêu đã đặt ra, sự nghiệp thuận lợi nên tài lộc của Canh Tý cũng có nhiều phát triển. Tiền tài mà con giáp kiếm được chỉ nhiều thêm chứ không hề vơi bớt. Bên cạnh việc tập trung vào công việc chính thì Canh Tý có thể thử đầu tư, kinh doanh sinh lời để thu về nhiều lợi nhuận hơn. Trong công việc con giáp này rất nghiêm túc và có trách nhiệm nên được cấp trên tin tưởng, giao cho những chức vụ mới, mở ra con đường thăng quan tiến chức cho Canh Tý. Từ đây tới cuối năm, con giáp này được phúc tinh chiếu mệnh nên liên tiếp gặp may, tài lộc tăng lên không ngừng. Đường tình duyên của bản mệnh cũng vô cùng thuận lợi, cuộc sống của người tuổi Canh Tý trong tháng 11 nhìn chung là an nhiên viên mãn. Thưa quý vị thân mến, đối với người phương Đông, bao gồm cả người Việt Nam, phong thủy luôn là yếu tố quan trọng trong nhiều năm qua. Trên thực tế đây không phải là một vấn đề mê tín mà ngược lại, còn có một mặt rất khoa học. Đặc biệt với những người thuộc thế hệ cũ thì việc xem phong thủy theo mệnh, theo tuổi của mình lại càng quan trọng hơn. Sau đây ban biên tập chương trình sẽ cùng quý vị đi tìm hiểu những vật phẩm phong thủy nào để giúp bản mệnh luôn đón nhận được nhiều may mắn trong công việc và cuộc sống nhé. Tượng chuột phong thủy. Đã là tuổi Tý thì không thể nào bỏ qua linh vật là chuột được. Hình ảnh chú chuột ở trên một đống thỏi vàng hoặc một đống tiền hay chuột ngậm tiền chính là một biểu tượng của phúc, lộc, tài. Nói cách khác, nếu mong muốn cuộc sống được ấm no, giàu có, sung túc thì người tuổi Canh Tý 1960 hãy cân nhắc đến những tượng chuột phong thủy nhé. Bạn có thể đặt tượng chuột tại văn phòng công ty, có lẽ tài lộc sẽ gia tăng không ngừng đấy. Hoặc cũng có nhiều gia đình để tượng linh vật này ngay tại vị trí huyệt tài lộc của nhà, nhằm cầu mong gia đình làm ăn suôn sẻ, tấn tài tấn lộc. Tượng rồng phong thủy. Rồng vốn là linh vật chỉ dành cho bậc đế vương thời xưa, vậy nên không có gì quá đáng khi loài vật thần thánh này nằm trong các linh vật giúp cho tuổi Canh Tý 1960 làm ăn phát đạt, thăng quan tiến chức. Nhất là những ai đang theo đuổi con đường làm quan, quyền cao chức trọng thì tượng rồng phong thủy quả thực quá phù hợp với họ. Tượng Tý Hưu phong thủy. Tý Hưu là một linh vật cực kỳ nổi tiếng trong giới phong thủy. Nếu đặt tượng Tý Hưu trong nhà, các thành viên tuổi Canh Tý nói riêng và 1960 nói chung sẽ có nhiều chuyển biến tốt. Không chỉ sức khỏe cải thiện mà đường công danh sự nghiệp cũng được mở rộng hơn. Bên cạnh đó, đặt tượng Tý Hưu trong nhà còn đuổi được các loại tà khí có tác dụng trấn hưng nhà cửa, xua tan bầu không khí u ám. Vậy nên đối với rất nhiều gia đình, tượng Tý Hưu đã dần trở thành thần bảo vệ của nhà bọn họ. Tượng Thiềm Thứ phong thủy. Tượng Thiềm Thứ hay còn gọi là tượng cóc tài lộc. Ngoài thực tế, cóc vốn dĩ không phải là một loài vật được con người quá ưa thích. Người ta không chỉ dùng tượng Thiềm Thứ để xua tan đi những biến xấu của nhà cửa mà còn dùng để tặng bạn bè những dịp có hỷ sự. Tượng Sư Tử phong thủy. Trong hệ thống linh vật thì sư tử được xếp vào hàng linh vật được ưa chuộng nhất. Nếu quan sát đủ nhiều, bạn có thể thấy hầu hết trong nhà cửa, những người làm ăn không phải tranh sư tử phong thủy thì cũng là tượng sư tử phong thủy. Thậm chí ngay ở cửa ra vào còn đặt vài bức tượng đá sư tử nữa đấy. Bởi linh vật này không chỉ trấn an hưng thịnh của gia chủ mà còn khiến tiền vào như nước, tiền ra từ từ nữa. Tượng voi phong thủy.
Voi luôn là loài vật tượng trưng cho sự hiền lành, may mắn và sung túc. Vì thế chọn tượng voi phong thủy là một lựa chọn sáng suốt dành cho người tuổi Canh Tý 1960. Sẽ không chỉ dồi dào về may mắn mà sức khỏe cũng được cải thiện nhiều. Hơn nữa voi vừa là bạn lại vừa là thần, vừa gần gũi thân thuộc lại vừa uy nghiêm. Tượng ngựa phong thủy. Ngựa là biểu tượng của anh hùng, sự dũng mãnh xông pha, đồng thời cũng là biểu tượng của sung túc thành công, đặc biệt có ý nghĩa đối với công việc của bạn. Sắm tượng ngựa phong thủy trong nhà có thể giúp bạn an tâm, thăng quan tiến chức hơn đấy. Tượng khỉ phong thủy. Theo truyền thuyết kể lại, khỉ là một linh vật phong thủy, tuy rằng không to lớn nhưng lại rất mạnh mẽ. Loài vật này còn có một trí não thông minh, cộng với một lòng nhân từ bao la. Hơn nữa, bạn biết không, trong tiếng Hán từ hầu có nghĩa là khỉ, nhưng đồng thời cũng chính là hầu trong hầu tước, một chức vị quyền quý đấy. Bởi vậy, khỉ thực sự là một trong tốt các linh vật, giúp cho tuổi Canh Tý 1960 dồi dào sức khỏe, nhiều tài nhiều lộc, đặc biệt là con đường sự nghiệp hoặc làm quan. Thưa quý vị, không có tiền không đồng nghĩa với không có tình cảm. Theo quý vị, quan điểm này là đúng hay sai? Có những lúc tiền vô hình chung trở thành tấm gương phản chiếu hiện thực. Khi không có tiền, họ hàng bạn bè luôn tránh né, thậm chí còn đàm tiếu nói xấu đủ điều. Khi có tiền, bạn bè bằng hữu không ngớt lời ngợi ca nịnh hót xung quanh bạn. Sự khác biệt giữa nghèo khổ và giàu có chỉ là tiền, nhưng sự đãi ngộ mà bạn nhận được lại khác nhau một trời một vực. Khi không có tiền, bạn mới hiểu được bộ mặt của người đời đáng sợ đến mức nào. Tiền có thể không mua được tình cảm, nhưng trong tình cảm có rất nhiều vấn đề phải giải quyết bằng tiền. Tiền có thể không mua được lòng người, nhưng là người thật giả thế nào thì chỉ có tiền mới phân biệt được. Cho nên dù kiếm tiền có vất vả đến đâu cũng nên cố gắng nỗ lực hết mình, vì chỉ khi có tiền trong tay, bạn sẽ có cuộc sống ổn định và hạnh phúc hơn trước. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Kính chúc quý vị nắm chắc trọn vẹn những may mắn trong những tháng phát tài của mình trong năm 2023. Nếu quý vị thấy video này hay và ý nghĩa, hãy chia sẻ tới bạn bè và người thân của mình để cùng nhau đón những điều tốt đẹp quý vị nhé. Đồng thời quý vị hãy đăng ký kênh miễn phí để ủng hộ cho 30 tập chương trình và sau đó nhấn vào quả chuông bên cạnh để liên tục xem những video mới nhất từ chúng tôi hàng ngày. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.